em cũng đã có 10 năm công tác trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Cách là như thời tiết Đà Lạt, tức là ngày có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông. Tính em vẫn thế từ trước đến giờ, nhưng mà kiểu lấy chồng xong thì nó bộc phát nhiều hơn thôi. Bây giờ mới biết ạ. Lúc em vui em hướng ngoại, lúc em buồn em hướng nội. Câu hỏi này thì đúng là không có dữ kiện. Em không có dữ kiện gì mấy. Câu này thì chắc là em sẽ liều thôi. Trả lời liều thì hơi nguy hiểm. Bắt đầu anh thấy nhiều sao rồi đấy. Bắt đầu thấy đau đầu. Bạn cũng biết đánh bia đúng không? Có. Vâng. Cũng thích bia đúng không? Có. Vâng. Vậy thì bạn trả lời đi.